Hướng dẫn mọi người vẽ một bức tranh phong cảnh bên trong hình tròn bằng bút chì đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ một cái cầu gỗ. Cầu này mà ngồi ngắm bình minh với hoàng hôn là tuyệt đẹp luôn. Tiếp theo thì gần đó chúng ta sẽ vẽ một con thuyền. Nhưng mà con thuyền này là đang kiểu không có người chèo. Mình sẽ vẽ thêm một cái lùm cỏ ở phía xa. Khi mà mọi người tỉa những cái cọng cỏ thì mọi người nhớ chút bút chì nhọn để cho cái sợi cỏ nó mảnh, nó đẹp hơn nhé. Tô cái bóng để cho con thuyền nó chân thật hơn, cái bóng thuyền in xuống dưới mặt nước. Vẽ thêm những cái bụi cỏ ở sát bên thành cầu nữa. Mọi người cầm nghiêng bút chì để chúng ta tô đậm cái phần thành cầu nha mọi người. Cái này chúng ta không cần phải tán mịn ra, tại vì cái này thì giống như là những cái miếng ván gỗ mọi người, cho nên để nó sần sùi như vậy là cũng rất là ok rồi. Dùng một cái thước để vẽ đường chân trời, sau đó thì mình dùng một cái nắp chai để vẽ ông mặt trời cho nó tròn nha mọi người. Nếu mà mọi người có compa thì càng tốt, nhưng mà còn nếu không có thì cứ tận dụng hết tất cả những gì mà mình có thôi. Còn khi mà tô thì mọi người có thể tô trừ ông mặt trời ra, nhưng mà trong bức tranh này thì mình tô lem vô luôn cũng được, nó không sao, và giống như những đám mây nó bay ngang qua mọi người. Vẽ thêm những chú chim đang bay về tổ nữa là xong. Ok, chúc mọi người vẽ tốt. Bye bye.